shop nick tự động, sĩkaoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Làm sao chú vừa hạ được ai dưới đây à? Đây à? Đây à? Ok luôn, xong. Một mạng đầu tiên. Xuống dưới để lượm cái huy hiệu thợ săn các bạn ơi. À, đậu xanh trong nhà có người hả? Phải không? Đúng là trong nhà có người không? Ra đây. Ủa, mình vừa thấy nghe tiếng chân ở đây cơ mà. Sao nó chạy đâu rồi mà nhanh qua tay anh em. Cái đậu xanh cái bọn này. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, hợp lý. Ok, bây giờ thì lúc này kẹo đã có cho mình được mạng thứ hai rồi nhá. Mình cũng chưa tốn giật vắng đâu luôn. Máu vẫn đang còn nguyên, đó là 225 trên 200 luôn này. Ngon cho mọi người, để mình xem kiếm lấy khẩu súng tiểu liên cái đã. Không có, bên này thì mình cũng chưa thấy có khẩu súng tiểu liên đâu cả. Có mỗi một cái khẩu AWM, thật ra là chứ cũng được thôi. Nhưng mà kẹo không thích lắm mọi người ơi. Đây là đơn giản thì kẹo không có chơi này, còn 7 viên đạn shotgun nữa. Ba lô thì chưa có giáp thì vẫn đang là giáp 1 Sida. Từ nay sao ăn được nhiều mạng anh em ấy, thế này thì không có thể nào mà ăn được nhiều mạng. Nên là chúng ta sẽ phải nhanh chóng kiếm được mấy cái trang bị ngon cái đã. Qua đây xem thế nào các bạn ơi. Ok này. Có một P5 rồi. Rồi nhé. Vâng, như vậy là combo hiện tại của mình đang là MP5 cộng với một khẩu súng Scar này. Tay súng các kiểu luôn, hợp lý. Nó lại ngon lành quá như các bạn. Mỗi tội là khẩu súng mà kẻ ưa thích ấy, đó là khẩu MP40, lúc này là chưa có. Có một cái 33 này, đi thôi. Nhanh vào luôn nào anh em ơi. Thêm một ít đạn súng chân nha, 33 thì nghe bây giờ thao hồ thoải mái mà loot đồ rồi nha. Lúc đầu trận thì có thể là mình chưa xài ba lô, loot hơi bị thiếu. Chứ còn là bây giờ thì mọi thứ ok rồi nha, làm sao đấy. Yếu thế nhỉ anh em, mày nó mặc ra mấy vậy? Nó mặc ra mấy vậy? Thề với anh em, thề với anh em luôn. Cầm cái khẩu MP5 này nó yếu quá ta. Thằng bé này, nó mặc giáp mấy nữa cơ. Cái đậu xanh này, nó chạy nhanh. Nó chạy khá là lẹ anh em ạ. Cái này các bạn này. Cái này anh em này. Cái đậu xanh này. Thì thoảng nói nhanh quá, mình còn hơi bị cuốn lưỡi một tí. Sorry mọi người, kiểu hơi cuồng ấy. Hơi cuồng nên là nói hơi vấp xíu, mọi người thông cảm. Thêm tí máu này, cuộn máu thôi. Anh qua cổng chơi đi hả? Xíu nha. Xíu thì anh qua cổng chơi sau nhá mọi người nhá. Bây giờ anh xem anh lượm thêm xíu đồ ngon đã. Chứ đồ như này hơi cùi mọi người ơi. Đấy, đồ này như này là hơi cùi. Anh em bảo lên cổng chơi luôn thì có mà xanh mộ không chơi. Tốt nhất là không chơi anh em, cứ lượm đồ nó ok tí đã. Ví dụ như là bây giờ mà mình có MP40 thì mình tự tin hơn hẳn rồi. Còn chưa có thì ok qua. Thế cũng chơi đi các bạn ơi. Kỹ năng Paloma hay lắm hả? Nhưng mà anh cũng có thích, anh thấy là kỹ năng của Nikita nó hay hơn. Đơn giản là kẹo hay chơi súng tiểu liên nhiều ở những cái farm anh em, kiểu như là cân 1, 2, 3, 4, 5. À, nói dẫn chơi thế thôi. Bởi vì ấy, tức là anh em kiểu hạ gục khi mà anh em kiểu cân team ấy, thì các bạn sẽ cần nạp đạn súng tiểu liên nhanh. Ok, có xe rồi. Đi thôi anh em. Vâng, như vậy là lúc này trong ván đấu này đang còn đó là 23 người chơi nữa. Ok, khá là đông. Còn một nửa cái số lượng người chơi trong trận đấu cơ mọi người ơi. À, để tôi lên phía trên coi xem thế nào cho anh em. Đồ cũng ngon rồi mà anh. Cũng ngon, nhưng mà cái khẩu MP5 này ấy, thì anh em sấy giáp mà không đã. Bằng MP40 anh em bắn xuyên giáp nó cực kỳ là tốt luôn nha mọi người. Đấy, lý do tại sao mà kẹo vẫn còn chưa tự tin. Cắp treo qua cho nhanh hả, nhưng mà đi xe tiện hơn. Có người. Đây rồi các bạn này. Cái đậu xanh. Quên, nó có MP20 này. Cái đậu xanh nó có MP20 anh em ơi. Gắt thật. Lượm súng nhanh còn chạy. Vào nhà. Vào nhà lẹ luôn đấy chứ anh em. Thằng bé có MP40 sợ vãi.
anh em thấy chưa? MP40 thì anh em chơi solo với MP5 thì nó rất là dễ, nó hạ gục được MP5 luôn. Như tôi đây chẳng hạn này, cầm khẩu MP5 thì sấy nó không thấm mấy. Thế mà nó cầm cái khẩu kia nó sấy tôi phải gọi là chạy lên chạy xuống, anh em ấy né đạn lên né đạn xuống luôn. Khá là khoai anh em ơi. Ok, mình sẽ lượm thêm cái giảm thanh đã. Trang bị luôn giảm thanh vào Ska. Một sự lựa chọn vô cùng là hợp lý nhá. Đi thôi. 4 túi máu hả? Không biết là mình có xem nào. Có máu không? Ở đây vẫn đang còn thêm máu đây. Vứt bớt đạn xuống chưa đi. Lượm thêm túi máu còn có cái xài chứ mọi người. Đi thôi. Like vui vẻ nha anh. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nhá. Mình vào trong này xem thế nào nào. Wow. Ở đây. Trên tầng 2 có người nha các bạn đây. Tầng 2 có một đứa này. Ok, một quả lựu này. Làm sao đấy? Quả lựu thứ 2 này. Chạy đâu em ơi? Quả lựu thứ 3 này. Ok. Thằng bé chết vì lựu luôn. Ngon lành. Ui dồi ôi, đáng thương chưa? Không hiểu sau này chết vì lựu nữa. Bên trên nó gài mìn. Quá chuẩn luôn, mấy đứa định gài mìn anh hả? Cầu thang. Rồi nhé, làm sao? Thằng bé gài mìn hơi thâm nhưng mà kẹo vẫn ăn được nó luôn này. Thanh niên ơi là thanh niên ơi, đấy mình câu lựu qua. Đáng lòng chưa em ơi? Tưởng tượng là ăn được mình mà dễ nhá, mình ăn được nó còn dễ dàng hơn nữa cơ. Rồi xong 15 người chân nữa, đi thôi anh em. Xuống dưới xem thế nào, còn hạ gục luôn 15 đứa, còn kiếm lấy cái top 1 đấy nhỉ anh em. Ok, đang trang bị giảm thanh vừa rồi, phía dưới là có con xe của mình. Lúc này thì cái con nhân vật của mình S tính năng Antonio nó đã mất 25 máu rồi. Thế là đang còn 200 trên 200 thôi. Bên này có nâng giáp này. Quá đã. Pha này thì có giáp trắng xài rồi các bạn ơi. Nó lại ngon lành quá nhỉ anh em. Ok đi. Đi luôn bằng ngay, không cần phải ngại gì cả. Rồi, ngoài này có thính nha. Ngoài này có thính nha, từ từ. Bẻ lái cẩn thận thôi nhá. Sao đứa nào ở khu người này? Để kẹo qua xem. Ồ, nó là một chiếc xe monster truck hả? Thế thôi kệ. Nếu là xe monster truck thì kệ vậy thôi. Tôi xuống dưới này xem thế nào chứ. Đậu xanh. Wow, chịu hẳn. Đây, vào chỗ này hợp lý. Đúng rồi. Nào, gái mình ghê vậy. Không biết là có ai ở chỗ này không thôi. Chứ còn là gái mình kiểu này là hơi bị ghê đấy. Làm sao, có ai đấy không nhỉ? Ồ. Ở đây, ở dưới có người này. Đúng rồi, hay lắm. Ngay trên tầng 2 hả? Ok, đậu xanh xuống đây. Có giỏi xuống đây em ơi. Thằng bé xuống đây. Hay lắm em ơi, xuống đây. Mình còn máu phun cái đã. Chú mà xuống đây cho chú xanh mộ nhá. Ơ, cửa nhà nó phía nào vậy anh em ơi? Nó ngay phía này à? Ồ, thế này thì ngon. Đứng ở ngoài chờ nó anh em ơi. Đứng ở ngoài chờ nó luôn các bạn ơi. Rồi chạy đi em. Bây giờ là cho chú 10 giây nữa. Chắc chắn là nó sẽ chạy xuống dưới này. Chạy xuống thì hạ gục nó đơn giản hay không mà. Đơn giản. Để tôi xem thằng bé chạy được đi đâu. Ồ. Chạy đi đâu em ơi. Chạy kẹo lái xe hay hơn cả thần á. Tôi lái xe thì cùi thôi công ạ. Ui dồi ôi, thằng bé này. Nó dình tôi các kiểu này câu này. Nó dình tôi các kiểu qua là điểu luôn. Làm sao? Vào bò đây em. Có xe ngay trước nhà này, vào đây. Ui dồi ôi, em ơi là em ơi, xuống đây. Bắn xe tôi luôn cả. Gắt phê nhỉ anh em. Xuống đây được chưa? Nó vẫn đang ở trên tầng 2 anh em ơi, nó chưa chịu xuống nữa này. Ơ kìa. Mò thu nó phá xe của mình xong là nó không chịu xuống hả? Rồi gặp mấy thằng kiểu này như này ấy, nó nhây vãi trưởng. Đây là thôi kệ, bởi vì là ở cầu thang cho nó cũng gầy mình các kiểu đấy. Xuống đây đi bạn này. Mệt mỏi với bạn quá cơ. Nó chỉ bị xuống rồi anh em ơi. Tôi thề là cái công sức tôi ngồi đấy canh là vẫn được, anh em yên tâm. Nó không uổng công sức tôi ngồi đấy canh này, thằng bé này. Nhảy cửa sổ, nhanh.
Nhảy cửa sổ. Đúng rồi, nhảy cửa sổ. Nhảy xuống. Nhảy xuống này. Nhảy xuống này. Ui, thằng bé bị hại vì bo luôn. Cái đậu xanh. Đứng canh mãi để ăn được bạn thứ 6 mà kiểu nó chết vì bo, nó chết vì bo ấy. Thế thôi. Mất luôn bạn thứ 6. Ủa sao khổ vậy ta anh em. Đứng canh mãi chỉ để ăn được mạng thứ 6 cái mà thằng bé nó chết vì bo luôn. Thôi sao chán hẳn. Chán hẳn thật sự luôn chứ anh em. Ngoài này là nâng giáp hả? Ok ok, mình đã có giáp trắng rồi, mình không cần nữa. Cái điều quan trọng là bây giờ là bo nó thu lên khu dân cư này. Sát này có mũ 3 này, ngon. Mũ 3 mới luôn nha anh em. Đây không phải là nâng giáp, nó là một cái bản đồ kho báu. Nên thôi thật ra thì cũng kệ à. Vào bo đi. Tầm này thì vào bo trước chúng ta sẽ có được một cái lợi thế nó tốt hơn, nó ok hơn. Mình có mỗi 7 quả bông keo thôi, hơi ít đấy. Lượm thêm được xíu đồ nào thì hơn xíu đấy nào. Anh bị bo ké rồi, đậu xanh. Thế mới cay em ạ. Anh đừng có anh canh nó để anh xem ăn mạng thứ 6 mà thôi xong có đậu xanh thế. Chán thật. Thế này thôi. Tầm này thì chúng ta quay trở lại cái khu vực đó là khu dân cư nhá. Xem thế nào chứ mọi người. 5 thằng nữa. Rồi. 5 thằng nữa thì chắc chắn là cơ hội chiến thắng lúc này của mình là đã trên tầm khoảng 15% rồi nha em ơi. Tầm đấy, kẹo nghĩ là vậy. À. Cái nâng giáp đang còn này. Mình chưa nghe được thấy tiếng chân lạ đâu cả anh em ơi. Lượm máu đi. Máu nó sẽ khá là cần thiết đấy. Có xe, có xe. Ok ok. Một đứa lái xe motor chắc có bài này. Rồi làm sao em ơi, xuống xe. Hợp lý. À, thằng bé đang ngồi sau hàng rào. Thằng bé đang ngồi sau hàng rào nhé. Ok ok đây. Kẹo vào trong này, kẹo chơi với nó rồi này. Sao bạn ơi, chạy đâu? Qua đây đi bạn ơi, thằng bé này. Cái bắt được heo này. Ok. Ui dồi ôi, đứng đây làm cái gì hả? Đứng đây để làm cái gì hả bạn ơi? Giáp chống nổ của nó còn xịn hơn cả giáp chống nổ của mình nữa cơ anh em ơi. Lượm thêm bom keo nhé, bom keo này. Lựu đạn này. Bình tĩnh anh em ơi, bình tĩnh này. Đã đến lúc chúng ta tiếp tục di chuyển và săn mạng rồi anh em ơi. Hai thằng nữa. 14 quả bom keo. Pha này mà không có một nữa thì quá là phí bom keo luôn các bạn ơi. Có 14 quả bom keo để làm cái gì hả? Bên dưới có một thính ở dưới nhá. Mình nghĩ là khả năng cao bên trên vẫn đang còn người nên là mình chưa dám chạy xuống dưới vội. Nói chung là cứ từ từ anh em ơi, 14 quả bom keo tí nữa mà bị bắn bất ngờ thì anh em cứ dựng lên thôi. Đơn giản mà anh em phải không? Có mìn, thằng bé nào gầy mìn vậy? Có mìn không ạ, thằng bé nào? Đó, vừa gài mìn nha anh em. Kẹo qua đây xem thế nào. Chỗ nào vậy, mình vừa nghe thấy tiếng gài mìn xong, chắc chắn là gần quanh đây. Chẳng qua là mình chưa nhìn ra được vị trí của nó thôi các bạn ơi. Quay lại chỗ này xem thế nào, top 1 thật tiến anh ơi. Ok, anh sẽ cố top 1 nhá. Sao vậy ta anh em? Cái kiểu chưa kiếm được người này. Wow, mệt mỏi. Mệt mỏi phết không ạ? Để tôi coi xem thế nào chứ không. Bây giờ là chạy tận ra phía ngoài này nhưng mà đã thấy ai đâu. Ok, đậu xanh. Không thấy ai luôn. Thế này là thế nào hả câu? Cứ kiểu này ai chơi? Rồi xong luôn, không có ai luôn. Ủa sao vậy ta? Trên tầng khả năng cao có người này. Cho một quả lựu đạn trên này. Hai thằng nữa. Mệt mỏi. Mình cầm sẵn bom keo này, 14 quả bom keo, hợp lý. Ủa nãy giờ là mình chưa có lục nhà vệ sinh. Ok bây giờ xuống lục này. Thằng bé lại gầy mìn nữa. What the hell. Mình nghe thấy kiểu như là gầy mìn liên tục luôn các bạn ơi. À đây, thấy rồi nhá. Thấy rồi nhé, thằng bé ngay trong nhà công ạ.
Ngay trong nhà này thì phải này, làm sao? 126 máu rồi nhá. Ok, quả nữa nhá. Quả nữa đây em này. Chạy đâu? Chạy nổi không? Xong luôn, thằng bé chết vì liệu này. Thằng này chơi kiểu gì dại vậy? Chơi kiểu gì mà dại vậy em ơi? Ở dưới này chắc chắn là không có người rồi. Cái đậu xanh. Quay đường. Đừng mặn đây, đừng. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Cái gì vậy? Cái gì vậy anh em ơi? Qua đây. Có giỏi cứ để kệ nó qua đây anh em ơi. Mình đang quần máu cái đã. Quần máu phun qua xử nó luôn. Sao tôi phải ngại nhỉ anh em? Đậu xanh này làm sao? Úi giời ơi. Cho thoải mái luôn nhá. Qua đây. Có giỏi qua đây bạn ơi. Đến lúc mình câu lại mình của nó này. Đến lúc mình câu lại mình rồi nha. Ok. Qua đây. Chờ nó qua thôi công ạ. Chờ nó qua đây thôi công ơi. Đúng rồi. Ui thằng bé chết vì bo luôn. Xong top 1 easy. Úi dồi ôi ngu thế nhỉ em. Sao lại chết vì bo thế nhỉ em ơi. 7 kill top 1 luôn, ngon lành. Top 1 với nhân vật Hazato nha mọi người. Nó lại dễ dàng quá nhỉ. Ok, suýt lên kim cương 2 một xíu nữa thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.